Xin chào các bạn, đây là cái IQT 4514X. Cái máy rất là to, rất là gấu, đầy đủ phụ kiện. Chúng ta cùng xem xét xem nó như thế nào và sau đó chúng ta sử dụng thử nó. Máy xịt rửa áp lực Boss IQT 4514X này nhìn rất là chuyên nghiệp. Chúng ta có bánh xe rất là lớn và cái súng được nằm bên tay phải của máy. Cái tay kéo có thể nâng lên nâng xuống được. Và các bạn thấy ưu điểm của nó là cái ống được cuốn tròn phía trên máy, tức là các bạn không cần phải lo cất giữ ống sau khi sử dụng xong. Dùng xong cuốn lại là xong. Bên trong máy có rất nhiều phụ kiện, gồm có cái bộ và phụ kiện rửa sân vườn nè, rồi những cái vòi xịt rửa áp lực, bộ nối ống nước và những cái vòi chữ L, vòi tăng giảm tự động, nút tắt mở nguồn nằm trước máy và máy được phối màu xanh và màu đỏ rất là đặc trưng của Boss. Bên trong máy có đầy đủ phụ kiện, các bạn mua về là có thể dùng được ngay. Tất nhiên là ống nước các bạn phải tự trang bị. Và ưu điểm của mình thấy là cái cục đầu nối nước này nó bằng kim loại nè, cho nên độ bền nó rất là cao, các bạn sử dụng nhiều năm trời mà không lo bị hư. Sau khi gắn cái cục kim loại vào thì chúng ta nối đầu ống nước. Bên trong hộp á, có sẵn luôn cái đồ màu đỏ này, các bạn chỉ cần nối nước vào đầu 16 ly kia, đầu còn lại thì ghim vào trong máy là có thể tiến hành sử dụng được rồi. Việc gắn các ngàm và các đầu súng thì rất đơn giản, các bạn cắm vào và vặn nhẹ. Mình cũng rất thích cái đầu rửa gầm xe, tức là đầu hình chữ L nằm sẵn ở trong hộp luôn, các bạn không cần phải mua riêng nữa. Rất là tiện khi mà các bạn rửa gầm xe máy hoặc rửa xe ô tô. Một cái mình thấy thích là cái bình tạo bọt xà bông được thiết kế chỗ đựng sẵn lên trên thân máy luôn, các bạn không cần phải tìm cái chỗ đựng khác nhau. Và đây là cái đầu để xịt rửa sân vườn. Boss IQT 4514X khá đa năng, các bạn có thể dùng nó trong nhà cũng được, mà mình nghĩ là dùng trong nhà xưởng cũng ok luôn. Công suất máy là 2100W, áp suất nước là 143, nó tiêu thụ 450 lít nước một giờ. Với phụ kiện đi kèm theo trong hộp thì mình nghĩ là các bạn có thể làm được hầu hết những gì mà các bạn cần làm trong nhà, từ xịt sân, xịt nhà, xịt cửa cho tới rửa xe, rửa cộ, rửa xe máy, rửa xe ô tô, rửa xe đạp. Các bạn lưu ý là cái máy này nó khá nặng, nó nặng 45kg lận chứ không phải là nhẹ đâu. Tuy nhiên nhờ vào cái bánh xe, các bạn di chuyển nó cũng đơn giản chứ không phức tạp lắm. Muốn đem đi đâu thì chỉ việc kéo nó đến nơi là xong, không khó. Mình nghĩ trong nhà thì cũng nên có một cái máy xịt rửa áp lực, không cái này thì cái khác, để làm rất nhiều việc. Và cái đầu mình rất thích là cái đầu điều chỉnh ngay tại tay đây. Các bạn có thể thay đổi áp suất trên tay luôn, không cần phải thay những cái đầu khác, rất là tiện. Đây là ưu điểm rất là đáng kể của cái máy này. Đây các bạn thấy những cái tia nhỏ này rất mạnh, còn tia to, tia bẹt thì nó yếu hơn chút xíu, nhưng mà cũng phải nói là rất là mạnh. Cảm nhận của mình là máy rất là đa năng, mình rất thích cái tính năng cuộn dây vào bên trên của máy và mình thích cái đầu điều chỉnh trên tay luôn, không cần phải thay nhiều đầu khác. Đây là cái Boss IQT 4514X, nó là cái máy xịt rửa áp lực khá chuyên nghiệp, giá của nó khoảng chừng 6,5 triệu tới 6,7 triệu tùy nơi các bạn mua. Cảm ơn các bạn, Nam Em Tinh Tế.vn.